Nhất ở chùa Trấn Quốc mà chúng ta còn lưu giữ lại được, trên chán bia có 5 chữ là Trấn Quốc Tự Bi Ký. Tấm bia này mang niên hiệu Dương Hòa Ngũ Niên Tuế Thứ Kỷ Mão, tức là năm 1639. Vâng. Tấm bia này nói rất rõ là cái ngôi chùa này là thuộc Phụng Thiên Phủ, Quảng Đức huyện, An Hoa phường, bây giờ tức là phường Yên Phụ đấy, Trấn Quốc Tự. Vâng. Nói rất rõ rằng thì là cái ngôi chùa này ngày xưa là xây dựng ở ngoài bãi, bờ sông, cho nên thì là sau đó bản phường sợ rằng thì là bờ sông nó bị vỗ lở, chùa nó bị lở xuống sông. Cho nên vào năm Hoàng Định thứ 16 thì là sau khi mà xây dựng cái nội đê thì là đã rời cái ngôi chùa vào ở bên hồ, ở chỗ cái đảo gọi là đảo Kim Ngư, tức là đảo Cá Vàng, là một cái nơi rất là thắng cảnh. Đến năm Vĩnh Tổ thứ 6, tức là năm 1624, thì là bắt đầu xây dựng cái thổ đê, tức là chính là cái con đường cổ ngư mà lúc nãy chúng ta vừa mới đi qua đấy, để làm cái ranh giới giữa nhà chùa với lại đất của dân, đất cày cấy của dân ở bên ngoài. Và sau đó cả bốn chung quanh thì là mới xây dựng đào hào cừ, và bên trong thì là làm một cái con đường nhỏ để dẫn lối thông đạt với lại từ bản phường vào trong chùa. Thế rồi thì là đến năm Vĩnh Tổ thứ 10, tức là năm 1628, thì mới là trùng tu cái và sửa chữa cái hành lang và cả tám giáp ở trong phường, cùng với ba giáp khác là xây dựng cái đó. Rồi đến năm Dương Hòa thứ 3 thì là mới là cùng với tất cả các nơi hòa mục luận bàn và chia các cái phân chia các cái giáp tùy theo hộ tịch ít nhiều người, là chia đất làm thành ra là hai giáp Đông Tây. Như thế là từ đó trở đi là bản phường rất là thịnh vượng. Đấy chính là phường, ngôi chùa này là của chung của cả nước, nhưng mà là trực tiếp, cũng như ta nói đất vua chùa làng thì là cái ngôi chùa này là do phường An Hoa, tức là bây giờ là phường Yên Phụ trực tiếp mà quản lý, nhưng bây giờ đã trở thành một cái danh lam của cả nước, và đây là bây giờ là nơi trụ trì và tu hành của Đức Hòa Thượng Kim Cương Tử, là phó chủ tịch thường trực của Hội Phật giáo Việt Nam. Cái bia Dương Hòa này như vậy là được dựng năm Kỷ Mão đó, hả? Vâng ạ, tức là năm 1639 ạ. Cho tính cái ngày mà cái năm mà mình sinh á, 39, có thể là như vậy là 300 năm đấy. Vâng, tức bây giờ là hơn là 354 năm. Vâng. Yeah. Anh thấy là ở đây đó thì có cái vết tích gì vào vua chúa nhỉ? Đây không anh nhỉ? Như tôi đã nói đấy, tức là cái ngôi chùa này mà cũng như là cái bia Dương Hòa này nói đấy, là gọi là xây ngoài bờ sông thì là từ đời Tiền Lý Nam Đế, tức là thế kỷ thứ 6 cơ, tức là gọi là chùa khai quốc. Đến đời Lý thì ở đây cũng gọi là chùa khai quốc, là một cái trung tâm thiền phái rất là lớn. Đức Thái Hậu Ỷ Lan đã mở tiệc chay ở chùa này và hội với các sư, và đặc biệt là sư quốc sư Thông Biện đã giảng cho Đức Thái Hậu Ỷ Lan cùng với lại các đồng đạo biết về cái lịch sử Phật giáo Việt Nam. Nếu mà không có nhờ lời thiền sư quốc Thông Biện mà nói ở chùa này thì chúng ta về cái lai lịch Phật giáo Việt Nam rất là mơ hồ.
đời Lý như vậy, đời Trần cũng như vậy, đời Lê mới đổi tên là chùa Trấn Quốc và rời vào đây. Nhưng mà đến cuối đời Lê, thời vua Lê Chúa Trịnh thì là chúa Trịnh Sâm là cái người ăn chơi hưởng lạc, cho nên đã biến đây thành ra một cái hành cung. Vâng, và sau này thì là bà huyện Thanh Quan qua đây đã có cái bài thơ về cái chùa Trấn Bắc này, nói là Trấn Bắc hành cung bỏ dãi dầu đấy. Vâng, tức là từ sau khi mà nhà Trịnh suy bại đi rồi thì cái hành cung này đã lại được khôi phục trở lại thành cái ngôi chùa Trấn Quốc như ngày nay. Quả chuông này để ở trên gác chuông chùa Trấn Quốc mà chú Tiểu vừa thỉnh chuông có bốn chữ là Trấn Bắc Tự Trung. Tôi mày mò mãi ra hóa ra là thấy là đây là một cái chuông rất là quý đời Tây Sơn, mang cái niên hiệu cuối cùng của đời Tây Sơn là niên hiệu Bảo Hưng, tức là vào năm 1801, nhưng mà cái hàng chữ đề niên hiệu đó đã bị đục đi. Bây giờ tôi mới biết là đây là một cái tấm chuông rất là quý của đời Tây Sơn, có cái niên hiệu là Bảo Hưng, tức là năm 1801, nhưng mà cả cái hàng chữ niên hiệu đã bị đục đi. Tôi cho rằng đây là một cái chuyện làm của đầu đời Nguyễn. Từ cửa ô Cầu Giấy dẫn đến chùa Láng và cũng chính là đê của con sông Tô Lịch. Và do đó mà chúng ta thấy rằng trước ở đây là cái cổng của chùa Láng, tên chữ là Chiêu Thiền Môn, tức là cửa chùa Chiêu Thiền, tức là dân gian cứ gọi nôm là chùa Láng. Và đằng trước mặt cổng chùa vẫn là con sông Tô Lịch. Chúng ta đang sắp tiến vào cổng chùa Láng. Cái làng Láng ngày xưa tên nôm là Kẻ Láng, nổi tiếng về rau, mà nổi tiếng nhất của rau chính là húng láng. Vì thế cho nên có cái câu là mạ đơ bùi mùi Kẻ Láng, hay là ngát gắng công kén hộ cốm vòng, kén hồng bạch hạc cho lòng ai vui, hay là dưa la cả láng nem báng tương bần. Vì thế cho nên thì là làng Láng bên bờ sông Tô Lịch là một cái làng là rau hoa quả nổi tiếng của Thăng Long Đông Đô Hà Nội xưa. Ở chùa Láng ở bên trên chúng ta thấy bốn chữ Đại Tự mới được sơn son thiếp vàng lại. Tôi xin đọc bốn chữ đó là Thiền Thiên Khải Thánh. Như vậy là cửa chùa quay hướng Tây, tức là hướng về Tây Trúc, tức là về nơi Đức Phật thành đạo. Cái ngôi chùa này là đã được xây dựng ra từ đời Lý và là nơi trụ trì của thiền sư Từ Đạo Hạnh, là một trong ba vị thiền sư lớn của đời Lý, gồm có thiền sư Từ Đạo Hạnh là anh cả, thiền sư Giác Hải và thiền sư Không Lộ. Đấy là tam thánh, tức là ba vị thiền sư nổi tiếng nhất của thời Lý. Chùa Láng hay là Chiêu Thiền Tự là nơi trụ trì của thiền sư Từ Đạo Hạnh, nhưng mà hậu thân của Đức Từ Đạo Hạnh lại là vua Lý Thần Tông. Cho nên chúng ta thấy có chùa Láng có một cái nét đặc biệt hơn các cái chùa khác, là bởi vì là ngoài có cái cổng ngoài lại có tam quan ngoại,
rồi lại đến tam quan nội, rồi chúng ta mới lại đến một cái tòa nhà bát giác, rồi chúng ta mới tiến đến Phật điện. Vì thế cho nên cái cấu trúc của cái ngôi chùa này nó khác hẳn những cái ngôi chùa khác ở chỗ vì là nơi trụ trì của cái vị là tiền thân của nhà vua, cho nên thì là nó phải là có rất là nhiều tam quan, và do đó mà chúng ta thấy rằng thì là chùa Láng có một cái chiều rất là sâu ở trong không gian. Hai bên đường đi vào chùa Chiêu Thiền, tức là chùa Láng, chúng ta thấy là hai hàng muỗng cổ thụ. Đây là hai hàng muỗng rất quý còn sót lại. Như chúng ta biết rằng thì là các vua nhà Lý và nhà Trần rất là chăm sóc trồng cây, đặc biệt là ở đời Trần. Trong sử chép rằng thì là có một lần là vua Trần Thái Tông đã hạ lệnh cho toàn thành Thăng Long là trồng đến hơn 500 cây muỗng một lúc, và đặc biệt là ở những cái tòa danh lam cổ tự thì bao giờ cũng là được ưu tiên trồng muỗng. Cho nên thì là đây là những cái hàng cây muỗng ở chùa Chiêu Thiền, ở chùa Láng này, cái niên đại ít nhất là hơn 500 năm. Những cái hàng muỗng cổ thụ này là nó tồn tại được trải với gió sương gió bão của thời gian, là bởi vì nó rất là sâu gốc bền rễ ở trong đất. Và nói đến đây tôi liên tưởng đến cái chính sách của nhà Lý và nhà Trần, đặc biệt là trong cái di chúc của Đức Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn cho vua Trần Anh Tông, là phải gắn với dân và thực hiện cái kế gọi là thâm căn cố đế, tức là sâu gốc bền rễ ở trong dân, thì đó mới là thượng sách giữ nước. Cho nên thì là giữa cây với người nó cũng có những cái mối quan hệ mà không phải dễ gì một sớm một chiều chúng ta đã hiểu ngay được cái ý nghĩa triết lý sâu xa của nó. Qua cái cửa thứ ba của chùa thì chúng ta là thấy xuất hiện trước sân chùa cái tòa nhà bát giác. Đây cũng là một trong những cái tòa nhà bát giác hiếm quý mà được tu tạo lại từ thời Lê, nhưng mà cái ý nghĩa hòa đồng tôn giáo nó quan trọng hơn. Như chúng ta biết là người Việt Nam là có cái tinh thần khoan dung về tôn giáo, chứ không bao giờ có một cái tinh thần độc tôn về tôn giáo. Cho nên cái ngôi chùa này đã được kiến trúc theo lối là tiền thần, tiền Phật hậu thần, hay là tiền Phật hậu thánh rồi. Tức là ở đằng trước là Phật điện và đằng sau là thờ thánh, tức là Đức Từ Đạo Hạnh. Thế nhưng mà đằng trước nữa thì lại là cái nhà bát giác, tức là tượng trưng cho tám quẻ của kinh dịch của nhà Nho, tức là càn, khảm, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Như thế tức là tám quẻ của kinh dịch của đạo Nho. Cho nên như vậy nó rất là phù hợp với lại tâm thức của người Việt Nam là hòa đồng tôn giáo, rất là hòa hợp với lại phù hợp với lại tâm thức của đời Lý Trần, tức là hòa quang đồng trần, hòa ánh sáng với bụi, và tam giáo tịnh hành, tức là cả Nho, cả Đạo, cả Phật đều tịnh hành, hay là tam giáo đồng nguyên. Và chúng ta chú ý đến cái tòa nhà bát giác này lại được xây dựng bằng hai mái, tức là mỗi mái lại là nhân lên, tức là ở bên dưới là bát quái, rồi lại nhân nữa thành 64 quẻ, tức là 8864. Thành ra là càng thấy rõ cái tinh thần gọi là tinh thần biện chứng của dịch học phương Đông. Thấy bắt đầu từ cái cột trụ, trên hai cột trụ là hai con nghê, cũng là tượng trưng cho Kỳ Lân. Và chúng ta để ý rằng thì là tòa nhà này là làm lợp bằng cái ngói đời Lê, gọi là ngói mũi hài.
nhưng mà lại là theo kiểu gọi là chồng diêm tám mái, tức là lại là sự kết hợp giữa Phật và Nho, là bởi vì thì là ở bên dưới nền, tức là thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái, tức là mỗi một mái như thế là gồm bốn mái cộng với lại hai mái, tức là tám mái, tức là bát quái. Và chúng ta chú ý đến những cái họa tiết, những cái cảnh trang trí long ly quy phượng ở giữa hai cái tầng mái này thì cũng không phải là một tinh thần thuần túy Phật giáo, mà là có cái chất nho của tứ linh, nhưng mà đồng thời lại là có cái chất xuất thế của lão trang như là cảnh sơn thủy. Cái ngôi chùa nổi tiếng trong lịch sử từ đời Lý, thế nhưng mà rồi cũng phải chờ đến năm 1991 thì là nhà nước và Bộ Văn hóa đã chính thức công nhận đây là một di tích lịch sử văn hóa. Và cái bảng di tích đó là do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Trần Hoàn ký. Nhưng mà còn vẫn giữ được một cái dáng vẻ Việt Nam, và cái Việt Nam nhất trong các cái dáng vẻ Việt Nam đó là cái mái ngói với lại những cái ngói lợp âm dương và cái kiểu ngói mũi hài, thành ra là nhìn xa như là một cái tấm vảy của một cái thân con rồng rất là vĩ đại. Việt Nam khác thì chùa Láng cũng có rất là nhiều câu đối, nhưng mà chúng tôi xin chỉ chọn một câu đối ở trên cái hai cái trụ ngoài của tòa nhà Bát Giác. Thì ông bạn Nguyễn Nhã có muốn hỏi về triết lý của cái cột này. Thưa, đây là cái cột tượng trưng cho là cái cột đèn, tức là Phật đăng, cũng như là khổng học đăng của ngài Phan Bội Châu, tức là đây là ngọn đèn để tỏa sáng hoằng dương Phật pháp, nhưng mà đồng thời cái cây cột trụ nó đồng thời là cái cây vũ trụ, là cái arbor cosmic để nó nối liền trời với đất và ở giữa mình là người. Còn sau đây tôi xin phép đọc cái đôi câu đối này. Cái hàng chữ bên phải là để nói về đức sự tích đức từ đạo hạnh là sinh hóa hà niên tiên thị đế. Không biết ngày sinh năm nào, ngày hóa năm nào, nhưng mà ngài vừa là tiên mà ngài lại vừa, tức là bay bổng trên trời siêu nhiên, mà ngài lại vừa là hoàng đế, tức là hậu thân của ngài là Đức Lý Thần Tông. Cho... và câu đối của cái trụ bên này tôi xin đọc là anh linh thử địa thánh như thần, tức là đất này là một cái đất rất là thiêng liêng anh linh, và ngài thì vừa là thánh và ngài vừa là thần, cho nên thì là trong dân gian vẫn gọi ngài là Đức Thánh Từa, hay là cái cấu trúc của cái chùa Láng này vẫn gọi là cấu trúc tiền Phật hậu thần. Khu vực chùa Một Cột, theo cái tấm bia có ghi niên hiệu cảnh trị tam niên, tức là năm 1665, mà ở chùa này thì là ngôi chùa này là bắt đầu có từ đời Đường năm Hàm Phong Nguyên Niên, Cao Biền sang chấn trị ở đây và đã xây dựng một cái tòa thạch trụ, và ở trên này là thờ Phật.
đến sau này khi mà nhà Lý định đô ở Thăng Long thì là đã tiếp tục nhân theo vết cũ mà xây dựng chùa một cột. Đấy là theo cái tấm bia cảnh trị tam niên này. Nhưng mà theo sử chính thức của chúng ta thì ngôi chùa được bắt đầu khởi dựng đời vua Lý Thái Tông năm 1049 và được tu tạo lại nhiều lần. Mà lần quan trọng nhất là dưới triều Lý Nhân Tông, mà tấm bia Thiên Phủ Duệ Vũ thứ 21 năm 1121 còn để ở chùa Đọi đã mô tả rất kỹ là Lý Nhân Tông ở giữa cái tòa hồ vuông Phương Hồ đã dựng một cột đá, trên cột đó là có chạm đóa sen nghìn cánh, và trên cái đóa sen nghìn cánh đó đã dựng một ngôi chùa, và ở trên là tô tượng vàng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát để thờ. Và ngôi chùa này ban đầu làm là ở phía ngoài cửa tây của thành Thăng Long, và cái mục đích là để cầu thọ cho Đức Lý Thánh Tông, cho nên thì là mới mang tên là Diên Hữu Tự. Ở cái tấm bia Thiên Phổ Duệ Vũ năm 1121 ấy, thì ở bên trong là cái hồ vuông, nhưng mà bên ngoài thì còn có một cái hồ tròn, và giữa cái hồ vuông và hồ tròn đó thì có bắc phi kiều để đi qua. Và phía trước chùa, tức là bây giờ trước ở phía công viên đây thì là có xây hai cái tòa tháp bằng sứ trắng. Thế nhưng mà trải biến thiên về thời gian thì cái ngôi chùa này nó đã bị phá hoại, đặc biệt là trước khi quân đội Pháp rút khỏi Hà Nội thì là đã đặt mìn để mà phá cái chùa này. Và do đó mà cái ngôi chùa mà hiện nay chúng ta thấy là được các vị kiến trúc sư Việt Nam tuân theo lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh là dựng lại vào tháng 4 năm 1955. Đây là Phật điện của ngôi chùa. Ở trên nóc chùa có ba chữ Diên Hữu Tự. Và ở trong sân này chúng ta thấy sư cụ Nghiêm Xuân Cẩn đang chữa bệnh cứu dân. Cụ Nghiêm Xuân Cẩn là một trong các nhà sư rất là có uy tín của Hà Nội và đã từng đi học Phật Pháp ở bên Ấn Độ. Và ngài là người rất là tinh thông về Phật Pháp cũng như là về y Pháp, cho nên thì là hàng ngày đã châm cứu và chữa bệnh cứu dân. Trên này chúng ta thấy các cái vị thuốc, và bên trong chúng ta nghe thấy tiếng tán thuốc. Đây là các cái vị thuốc cổ truyền của dân tộc. Sở chữa bệnh để cứu dân, như là những cái tấm bia đầy trần ở chùa Non Nước ở Ninh Bình đã ghi chép lại. Một đôi câu đối ở trước cửa Tam Bảo, vế bên phải là Phật đạo thông vũ trụ. Cái nghĩa là đạo Phật thì là phổ biến khắp trong vũ trụ trời đất này. Và cái câu đối phía bên vế đối bên trái là Pháp luân chuyển Tây Đông, tức là bánh xe Phật Pháp thì nó lưu chuyển từ Tây sang Đông, từ Đông sang Tây, khắp cả Tây Đông, tức là khắp nơi.
một cột cuối thế kỷ thứ 19. Chúng ta đang ở Văn Miếu, là khu di tích và danh thắng bậc nhất của Hà Nội và của cả Việt Nam. Trước hết là mời các bạn sinh viên xem cái sơ đồ khu di tích Văn Miếu. Là quay hướng Nam, đằng phía trước Văn Miếu là cái Hồ Văn, rồi thì là đến phố Quốc Tử Giám, rồi đến cái cổng Văn Miếu Môn ở ngoài cùng. Và lần lượt chúng ta đi vào khu vực Thiên Quang Tỉnh, rồi hai bên là hai hàng bia Văn Miếu, bia các ông nghè thời Lê, rồi là vào qua cửa Đại Thành vào trong khu Đại Đình, rồi chúng ta sẽ vào trong hậu cung là nơi thờ Khổng Tử và bốn vị học trò giỏi nhất của Khổng Tử, thường gọi là Tứ Phối. Bạn xem cái sơ đồ giới thiệu bia tiến sĩ tại Quốc Tử Giám. Trải qua các cái cơn binh hỏa cho nên thì là các cái bia nó không được dựng theo thứ tự như trước nữa. Cho nên thì là các bạn chú ý là cứ hàng chữ ở trên ấy là thứ tự của năm có khoa thi, và ở hàng dưới là số năm là cái năm mà diễn ra cái khoa thi đó. Hiện nay thì chỉ còn giữ được 82 tấm bia Văn Miếu, và vừa qua trong dịp mà tu sửa lại Văn Miếu thì đã tìm được thêm hai con rùa đội bia, nhưng mà bia thì đã mất tích, chưa tìm thấy. Nói thì cái Văn Miếu này được xây dựng từ đời Lý, nhưng mà ở Lý Trần thì chúng ta không còn tìm thấy cái di tích gì cả. Toàn bộ cái cấu trúc của cái Văn Miếu hiện giờ ấy là một cái cấu trúc của thời Lê, nhưng mà đặc biệt đến thời Nguyễn năm 1812 ấy, đã xây thêm cái Khuê Văn Các, mà đúng như là các cái sách báo ngoại quốc họ dịch là rất là đúng là Temple de la Literature hay là Temple of Literature. Đây là một cái công trình kiến trúc muộn thế nhưng mà lại rất là hài hòa với lại những cái công trình kiến trúc từ trước, do đó mà nó luôn luôn là đối tượng chụp ảnh, đối tượng ghi vẽ của rất là nhiều họa sĩ, như là chúng ta đang thấy trước mặt chúng ta đây, bức tranh Khuê Văn Các của họa sĩ Lê Cửu ở công ty mỹ thuật Hà Nội. Đây là Khuê Văn Các được kiến trúc như là một cái tòa phương đình hình vuông, và ở trên là có mái trồng diêm 8 mái, và ở bên dưới ta thấy ba chữ đại tự là Khuê Văn Các. Ta tới cái trước mặt chúng ta đây là Thiên Quang Tỉnh, tức là giếng phản ánh cái ánh sáng của trời, và ở hai bên Thiên Quang Tỉnh chúng ta thấy hàng bia Văn Miếu từ hàng bên phải. Qua hàng bên trái, tổng số cái bia hiện còn lại là 82 tấm, với ghi danh là 1.306 vị tiến sĩ đời Lê. Thank you.
Nhà văn Nguyễn Tuân đã nói một câu hết sức là ý nhị, là 82 con rùa đội 82 tấm bia văn miếu, nhưng mà không có con nào nó giống con nào cả. Cái đó thì theo tôi hiểu, tức là nhà văn Nguyễn Tuân muốn nói rằng thì là văn chương cũng như là văn hóa cần phải luôn luôn là đa dạng hóa. Đây là tấm bia tiến sĩ đầu tiên ghi lại danh sách các ông nghề Đỗ Năm Đại Bảo 1442. Trong đó thì ở cái bảng đệ tam giáp ta thấy tên nhà sử học Ngô Sĩ Liên, tác giả cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, và ông đã sống ngoại 90 tuổi. Ta chú ý lại tấm bia tiến sĩ đề năm Cảnh Hưng thứ 36, tức là năm 1775. Đây là khoa thi năm Ất Mùi. Ở bên trong chúng ta thấy có một hàng chữ bị đục, và bản thân tên một ông nghè cũng bị đục, nhưng chúng ta cũng còn đọc tương đối được là Ngô Thì Nhậm. Đó là vị tiến sĩ và của triều Lê đã đi theo triều đình Tây Sơn theo vua Quang Trung và làm tả thị lang cho vua Quang Trung. Chúng tôi nghĩ rằng có lẽ vì thế mà sau này đến đời Nguyễn, tấm bia này đã bị đục một hàng, và bản thân cái tên ông Ngô Thì Nhậm cũng bị đục. Qua Thiên Quang tỉnh thì chúng ta đi vào cổng Đại Thành, ở trên nóc còn ba chữ đại tự là Đại Thành Môn. Bên tây phải có hàng tiểu chú là Lý Thánh Tông Thần Vũ Nhị Niên Canh Tuất, tức là năm 1070, nhưng mà cái biển này đã được khắc lại vào năm Đồng Khánh thứ 3, tức là năm Mậu Tý 1888. Sân rộng hai bên là hai cái ngôi nhà Tả Hữu Vu, và đằng trước mặt chúng ta là tòa Đại Bái. Đây là một công trình rất là hiếm quý của đời Lê thế kỷ thứ 18, là một công trình kiến trúc hoành tráng mà vẫn còn đứng lại trên ở bên trên mặt đất này, trong khu vực, trong khuôn viên văn miếu này. Chúng ta đang đứng ở trong tòa hậu cung của văn miếu, ở chính giữa là ngai thờ Đức Khổng Phu Tử, mà cái biển ở ngoài kia nêu là Vạn Thế Sư Biểu, tức là biểu tượng của người thầy muôn đời. Và hội nghị toàn thế giới năm 1989 ở Bắc Kinh đã tôn vinh ngài là một nhà nhân đạo chủ nghĩa vĩ đại. Hai bên ngai chính mà thờ Đức Khổng Phu Tử là có thờ tứ phối, tức là bốn vị đại nho được thờ phối hưởng với Đức Khổng Tử, là gồm có Đức Nhan Hồi, Đức Tăng Tử, tức là Đức Tăng Sâm, Đức Tử Tư và Đức Mạnh Tử. Tiếp theo 10 di tích tiêu biểu trên còn có vô số những di tích cũng không kém phần quan trọng ở Thăng Long Hà Nội xưa, song mang tính Việt Nam cao, ta phải kể đến các đền, các đình. Trước mặt ta là đình làng Chèm ở bên bờ sông Hồng, thờ Lý Ông Trọng, người hùng dân tộc đầu tiên chống xâm lược Tần thời An Dương Vương. Hai bà Trưng thờ hai nữ anh hùng dân tộc cũng như hai nữ hoàng đầu tiên của Việt Nam từ thập niên 40 đầu công nguyên. Đền thờ này được xây dựng đầu tiên ở bãi Đồng Nhân bên bờ sông Hồng, thờ
thời Lý năm 1142. Sau được rời vào nơi đây, đền thờ Ý Lan, thờ Ý Lan Nguyên Phi của Lý Thánh Tông, một người tài sắc vẹn toàn, từng làm nhất chính khi vua Thánh Tông đi chinh phạt Chiêm Thành. Đền thờ này còn gọi là đền Bà Tấm ở làng Dương Xá. Tại đền này còn có các tác phẩm khắc đá điển hình thời Lý, trong đó có hình con Kỳ Lân. Đền thờ Lý Quốc Sư, thờ thiền sư Nguyễn Minh Không thời Lý. Nguyên vị thiền sư này từ chùa Keo ở Giao Thủy lên Thăng Long chữa bệnh cho Lý Thần Tông, năm 1138 được phong là quốc sư. Chính thiền sư Nguyễn Minh Không là người có công trong việc làm ra bốn báu vật mà người Trung Quốc gọi là Nam Thiên Tứ Đại Khí, đó là tượng Phật ở chùa Quỳnh Lâm, Rạc Phổ Minh ở Nam Định, Chuông Quy Điền ở chùa Một Tuột và Tháp Báo Thiên ở Thăng Long. Đền Tương Mai thờ Thượng Tướng Thái Sư Trần Khát Chân thời Trần ở Kẻ Mơ, người đã có công giết được chế Mồng Nga ở sông Hoàng Giang, và do công lao dùng thay ấp mà hai giáp Tương Mai và Hoàng Mai đã lập đền thờ. Thờ Chu An, tức Chu Văn Trinh, người thầy khẳng khái đã dâng thất trảm sớ, vua không nghe, về nhà dạy học. Đây là Đức Huỳnh Cung, nơi thầy Chu An, tức Chu Văn Trinh đã từng dạy học. Đây là đình thờ thần Bản Thổ, ta là cổng làng Nhị Khê. Vài trăm mét chúng ta sẽ thấy đền thờ Nguyễn Trãi, người anh hùng dân tộc đã cùng với Lê Lợi lãnh đạo cuộc kháng chiến chống xâm lược Minh thế kỷ thứ 15. Tiếp theo là tượng đài Nguyễn Trãi dựng năm 1990. Cũng tại làng Nhị Khê có trường học Lương Văn Can, cụ cử lãnh đạo Đông Cư Đông Kinh Nghĩa Thục đầu thế kỷ 20. Tiếp theo các đình đền là các chùa cũng nổi tiếng không kém. Trước mặt ta là chùa Kim Liên, ngôi chùa cổ thời Lý. Nơi đây công chúa Tử Hoa chán cảnh phồn hoa ở hoàng cung về đây trồng dâu nuôi tầm. Sau khi mất, người ta đã dựng chùa thờ Phật và thờ công chúa Tử Hoa. Thank you.
đây là bia vô tử, tức bia không chữ. Tà chùa Quán Sứ thời Lê nằm trong khu Thiên Sứ Quán dành cho các sứ thần đến nước ta. Chùa Bà Đá thời Lê gọi là Bà Đá bởi nơi đây có bức tượng Phật Bà Quan Âm bằng đá thời Pháp thuộc. Tượng ấy đã bị mất, nay chỉ còn tượng đá Phật Thích Ca mà thôi. Chùa còn có tên chữ là Linh Quang Tự, là chùa bọc và làng Khương Thượng, tên chữ là Sùng Phúc Tự. Đặc biệt chùa này có pho tượng Đức Ông. Pho tượng này chính là vua Quang Trung. Bên cạnh tượng vua Quang Trung có quan văn, quan võ chầu hai bên. Trên đầu tượng là chữ Tâm. Nhà hát chèo Hà Nội này ở đường Kim Mã, phía bên kia đường là chùa Kim Sơn, hay còn gọi là chùa Kim Mã. Người ta thấy phía trong trước đây là nghĩa trang, của các chiến sĩ hai trận Cầu Giấy. Và bên tay trái tức là tả ngạn sông Hồng, và nơi mà có cái chùa Bồ Đề và có cái cờ hội, đó là bến Bồ Đề cũ của thời Lê mà vua Lê và Nguyễn Trãi đã xây dựng cái tổng hành doanh ở đó. Và có câu ca dân gian là nhong nhong ngựa ông đã về, cắt cỏ Bồ Đề cho ngựa ông ăn. Và cái cầu Trương Dương này là bắc ở trên cái di tích của cầu phao cũ, nương là bắc trên cái vệt của cái cầu phao cũ của cái thời Tôn Sĩ Nghị, giặc Mãn Thanh xuân Kỷ Dậu 1789 đã bắc qua để mà xâm lược Thăng Long. Nhưng mà trước nữa 400 năm, đây chính là cái bến Bồ Đề mà Lê Lợi và Nguyễn Trãi đã dựng cái tổng hành doanh ở bên tả ngạn sông để mà quan sát cái thành Đông Quan ở bên này sông, là lúc bây giờ còn tạm bị giặc Minh chiếm đóng. Chúng ta đang ở từ cầu Trương Dương và bây giờ chúng ta sẽ xuôi dòng sông Nhị về phía Hữu Ngạn. Đây là một cái khu phố mới thành lập và ở trên cái bờ bãi của sông Hồng. Nhưng mà chúng ta chú ý cái đỉnh cao kia, tức là ở thời thuộc địa gọi là nhà Bắc Cổ, bây giờ gọi là bảo tàng lịch sử. Nhưng mà chỗ đó vẫn có cái địa danh là Cổ Tân, tức là cái bến cổ của Thăng Long. Bên này sông tả ngạn là bến là Bồ Đề, và bên hữu ngạn sông là bến Cổ Tân. Tại khu vực có tháp Báo Thiên, trước đây người ta xây dựng nhà thờ lớn. Hồi đầu thuộc địa Pháp,
trải qua những cuộc bể râu, biết bao những biến đổi, song tấm lòng của người dân Việt đối với Thăng Long vẫn còn đó. Tới năm 2010, Thăng Long sẽ được tròn 1.000 năm. Ngay từ thời Lý, Thăng Long đã được hình thành những mầm mống bản chất riêng của nền văn hóa dân tộc. Như tinh thần tôn thờ trống đồng, một biểu tượng của nền văn hóa Lạc Việt, và tôn thờ đạo lý trung tín của dân tộc ta, qua việc xây dựng đền đồng cổ ở Thăng Long, như tư tưởng lớn của dân tộc ta, tư tưởng hòa đồng, tam giáo đồng nguyên, tức là tư tưởng dân tộc bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn, đã thể hiện qua kiến trúc chùa Láng, hoặc những nét sáng tạo độc đáo về kiến trúc và ý nghĩa lớn lao của nó như di tích chùa Một Cột. Trải qua các thời đại, việc thờ các nhân thần, thờ những anh hùng dân tộc, thờ các chiến sĩ trần vong của hai bên ta và địch, thờ các bậc tiên huyền, thờ các danh nhân văn hóa, thờ những người thầy, thờ những thành hoàng, thờ thổ tiên vân vân, là phần nào thể hiện nền văn hóa truyền thống nhân chủ của dân tộc ta, vốn trân trọng giá trị thiêng liêng, khả năng siêu phàm của con người, vốn lấy con